Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin quốc tế ngày 26 tháng 1 năm 2023 của kênh TV 24 giờ. Sau đây sẽ là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Tổng thống Putin phát lời tin Đức gửi xe tăng Leopard cho Ukraine. Belarus bị yêu cầu hứa không tấn công Ukraine. Campuchia tuyên bố không hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ấn Độ Pakistan suýt nổ ra cuộc chiến hạt nhân. Libya, Italy đạt thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực dầu khí. Sau đây là thông tin chi tiết. Tổng thống Putin phớt lờ tin Đức gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Tổng thống Nga nói chuyện với sinh viên ở Moscow nhưng không đề cập tới quyết định mang tính bước ngoặt của Đức khi gửi xe tăng cho Ukraine. Trong chuyến thăm đảo quốc gia Moscow, Tổng thống Nga Putin đã tránh bình luận về quyết định mang tính bước ngoặt của Đức hôm 25 tháng 1 về cung cấp xe tăng cho Ukraine. Thay vào đó, ông đưa ra lời khuyên nghề nghiệp cho sinh viên và trả lời các câu hỏi về các chủ đề khác. Thông báo của Đức về việc gửi xe tăng Leopard 2 tới Brena sau nhiều tuần chịu áp lực từ các nước đồng minh khiến Bộ Ngoại giao Nga và Đại sứ quán Nga ở Berlin phản ứng dữ dội. Mặc dù dày Tổng thống Putin lại tránh xa vấn đề này. Ông Putin là người nói tiếng Đức trôi chảy và từng phục vụ ở Đông Đức với tư cách là một sĩ quan KCB. Ông đã dành hơn một giờ để trả lời các câu hỏi của sinh viên về các vấn đề từ những chú chó bị lạc đến công nghệ lượng tử. Một sinh viên tên Vadislav đến từ dùng Luhansk do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine nói với Tổng thống Nga rằng anh ta đã tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine vào năm ngoái. Anh cũng nêu mơ ước của mình là được làm việc cho cơ quan an ninh FSB mà ông Putin từng lãnh đạo. Ông Putin 70 tuổi đã cảm ơn vì sự phục vụ của sinh viên trên và nói rằng ông sẽ quan tâm tới tham vọng của anh ta về FSB. Những người như bạn hiểu sâu sắc nhất tầm quan trọng của hành động để bảo vệ người dân và chính nước Nga. Tổng thống Putin nói, cảm ơn Chúa vì bạn đã vẫn còn sống và khỏe mạnh. Những người như bạn rất cần trong hoạt động đặc biệt và cả FSB. Một phụ nữ trẻ tên là Daria nói với ông Putin rằng, cô mơ ước được làm việc trong phụ tổng thống và tổng thống Nga trả lời rằng ông chắc chắn sẽ nói chuyện với bộ phận nhân sự. Ông Putin chỉ trích phương Tây bằng cách cho rằng một số nước đang sử dụng cuộc chiến Ukraine như một cái cớ để quỷ bỏ dân quá Nga. Tuy nhiên, ông nói rằng người Nga sẽ tiếp tục yêu thích nhạc Beethoven và Bach. Chúng ta là một phần của dân quá thế giới, ông nói. Belarus bị yêu cầu hứa không tấn công Ukraine. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tiết lộ ông được yêu cầu ký hiệp ước không xâm lược Ukraine nhưng không nói rõ ai đưa ra yêu cầu đó. Thông tin được ông Lukashenko tiết lộ trong một cuộc họp ngày 24 tháng 1, Belarus là nước láng giềng phía bắc Ukraine và đã hỗ trợ Nga trong giai đoạn đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Họ đang yêu cầu chúng ta không gây chiến với Ukraine trong bất kỳ trường hợp nào, không chuyển quân của chúng ta đến đó. Họ đang đề nghị chúng ta ký kết một hiệp ước không xâm lược Ukraine, Tổng thống Belarus nói. Không rõ họ mà ông Lukashenko nhắc đến là phương Tây hay Ukraine, theo hãng tin Reuters. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn TASS, chính phủ Ukraine đã đưa ra đề nghị hiện chính quyền Kiev chưa bình luận gì. Giới chức Kiev từng nhiều lần lo ngại Belarus sẽ trở thành điểm tập kết cho các đợt tấn công mới của Nga và phía bắc Ukraine. Điện Kremlin từ chối bình luận khi được hỏi liệu ông Lukashenko đã trao đổi vấn đề với Tổng thống Nga Vladimir Putin hay chưa. Nhà lãnh đạo Belarus được xem như một đồng minh quan trọng của Nga tại khu vực quân đội Belarus vẫn chưa chính thức tham chiến tại Ukraine, mặc dù vậy Belarus đã nhiều lần tổ chức các cuộc tập trận chung quy mô lớn với Nga kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến nay. Theo hãng thông tấn Belta của Belarus, cũng trong cuộc họp ngày 24 tháng 1, Tổng thống Lukashenko tiếp tục cáo buộc Ukraine âm mưu gây bất ổn ở nước này. Tôi không biết tại sao người Ukraine cần điều này, ông Lukashenko nêu vấn đề. Theo Tổng thống Belarus, Ukraine đã tổ chức huấn luyện nhiều tay súng như một phần trong kế hoạch dài hơi của phương Tây nhằm lật đổ ông. Nhà lãnh đạo 69 tuổi cảnh báo lực lượng an ninh Belarus sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh nội bộ. Ông nhấn mạnh sẽ không để các cuộc biểu tình vào năm 2020 và năm 2021 tái diễn. Campuchia tuyên bố không hỗ trợ quân sự cho Ukraine Thủ tướng Hun Sen tuyên bố Campuchia không hỗ trợ quân sự cho Ukraine cũng như không có khả năng cung cấp viện trợ quân sự cho nước này. Hôm nay ngày 26 tháng 1 tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen cho biết: "Trước đây có thông tin cho rằng Campuchia đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine, hôm nay tôi xin tái khẳng định tuyên bố của Bộ Ngoại giao là Campuchia không hỗ trợ quân sự cho Ukraine, Campuchia không có khả năng cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine." Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, Campuchia hỗ trợ đào tạo trà phá bơm mìn cho Ukraine chỉ là hành động nhân đạo. Trước đó, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia đã ra thông báo bác bỏ thông tin cho rằng chính phủ Campuchia đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi có một số thông tin cho rằng Campuchia có liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Bộ Ngoại giao Campuchia khẳng định việc hỗ trợ đào tạo trả pháp bơm miền cho Ukraine là hành động nhân đạo. Việc hỗ trợ Ukraine phù hợp với sứ mệnh gìn giữ hòa bình mà Campuchia đang thực hiện tại châu Phi và Trung Đông dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Libya, Italy đạt thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực dầu khí. Tập đoàn dầu khí quốc gia NOC Libya ngày 25 tháng 1 thông báo đã đạt được thỏa thuận trị giá 8 tỷ đô la Mỹ với tập đoàn năng lượng ENI của Italy để phát triển các cơ sở khai thác hydrocarbon ở ngoài khơi. Theo người đứng đầu NOC, Fahad Bendara, thỏa thuận trên nhằm phát triển lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt, trong đó xây dựng hai cơ sở ở ngoài khơi với công suất có thể đạt tổng cộng hơn 24 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày. Italy đang nỗ lực tìm kiếm các nguồn cung thay thế năng lượng của Nga sau khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine. Truyền thông Nga đều đưa tin Thủ tướng Italy Giorgia Meloni dự kiến sẽ thăm Libya trong những ngày tới. Trước đó, hồi tháng 12 năm 2022, NOC đã kêu gọi các công ty nước ngoài trong lĩnh vực khai thác hydrocarbon nối lại hoạt động sau khi đánh giá tình hình an ninh và ghi nhận sự cải thiện lớn tại một số địa điểm mà vấn đề an ninh vốn gây khó khăn cho hoạt động sản xuất. Libya thuộc nhóm nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất ở châu Phi, nhưng lĩnh vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tình trạng xung đột vũ trang và việc các mỏ dầu cũng như cảng biển phải đóng cửa. Libya hy vọng sẽ tăng sản lượng dầu từ khoảng 1,2 tỷ thùng mỗi ngày hiện nay lên 2 tỷ thùng mỗi ngày. Ấn Độ-Pakistan suýt nổ ra cuộc chiến hạt nhân. Trong cuốn hồi ký Never Give an End, tạm dịch một tất cũng không nhường, vừa xuất bản hôm 24 tháng 1, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiết lộ rằng Ấn Độ và Pakistan đã tiến gần đến diễn cảnh một cuộc chiến hạt nhân vào năm 2019 và sự can thiệp đúng lúc của Washington đã ngăn chặn sự leo thang giữa hai nước láng giềng Nam Á. Tôi không nghĩ thế giới biết chính xác sự đối đầu giữa Ấn Độ và Pakistan đã tiến gần đến một cuộc xung đột hạt nhân vào tháng 2 năm 2019 như thế nào. Ông Pompeo nói trong cuốn hồi ký viết về thời gian ông là nhà ngoại giao hàng đầu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và trước đó là Cục Tình báo Liên bang Mỹ CIA. Vào tháng 2 năm 2019, New Delhi đã phá lệ tiến hành các cuộc không kích bên trong lãnh thổ Pakistan sau khi cáo buộc một nhóm vũ trang ở đây thực hiện vụ đánh bom liều chết, khiến 41 binh sĩ quân sự Ấn Độ không qua khỏi ở khu vực điểm nóng Kashmir. Đáp trả, Islamabad bắn hạ một tiêm kích của Ấn Độ và bắt sống một phi công. Lúc bấy giờ, ông Bumpeo đang ở Hà Nội cho hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Cựu Ngoại trưởng cho biết ông bị đánh thức bởi một cuộc gọi khẩn cấp từ một quan chức cấp cao Ấn Độ. Ông ấy tin rằng người Pakistan bắt đầu chuẩn bị khí tài hạt nhân cho một cuộc tấn công. Ông ấy nói với tôi, Ấn Độ đang cân nhắc leo thang hành động. Tôi đề nghị ông ấy hãy khoan hành động và cho chúng tôi một ít thời gian để giải quyết mọi việc. Ông Pompeo nhớ lại. Ông Pompeo cho biết ông đã ngay lập tức thảo luận với ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia khi đó cũng đang ở Hà Nội. Sau đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ nói chuyện với Tổng thống Mưu trưởng quân đội Pakistan Kamal Javed Bawa. Như dự đoán, ông ấy tin rằng người Ấn Độ đang chuẩn bị triển khai khí tài hạt nhân. Chúng tôi đã mất vài giờ cùng với các nhà ngoại giao Mỹ ở New Delhi và Islamabad thuyết phục mọi bên rằng bên kia không chuẩn bị cho cuộc chiến hạt nhân, ông Pompeo nói. Ông cũng khẳng định không quốc gia nào khác có thể làm những gì chúng tôi đã làm trong đêm đó để tránh một kết cục khủng khiếp. Ấn Độ và Pakistan là một trong số ít quốc gia trên thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân. Năm 1974, Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực sở hữu khí tài hạt nhân. Vào những năm 1980, Pakistan đã âm thầm phát triển năng lực hạt nhân của nước này, theo hãng tin Al Jazeera. Theo diện nghiên cứu của Bình Quốc tế Stockholm Thụy Điển, Ấn Độ hiện sở hữu từ 80 đến 100 đầu đạn hạt nhân trong khi Pakistan sở hữu từ 90 đến 110. Theo đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng, ngày 25 tháng 1, giới chức Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đã ra lệnh phong tỏa thủ đô Bình Nhưỡng 5 ngày do các trường hợp mắc bệnh hô hấp không xác định gia tăng cụ thể đại sứ quán nga chia sẻ trên facebook của mình về một thông báo của chính phủ triều tiên liên quan đến nội dung một giai đoạn chống dịch đặc biệt đã được thiết lập và kêu gọi các phái đoàn ngoại giao nước ngoài tại bình nhưỡng không rời khỏi trụ sở Thông báo cũng kêu gọi mọi người đo nhiệt độ 4 lần trong một ngày và báo cáo kết quả cho bệnh viện qua điện thoại. Thông báo không đề cập bệnh COVID-19, chỉ nói rằng lý do của động thái là vì sự gia tăng của các trường hợp mắc bệnh cúm vào mùa đông và các bệnh về đường hô hấp khác. Cũng liên quan đến thông tin này, NK News, một tổ chức tin tức truyền đưa tin về Triều Tiên có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc, cũng đã trích dẫn một thông báo của chính phủ về những thông tin tương tự. Ngoài ra, cư dân ở Bình Nhưỡng được yêu cầu ở trong nhà của họ cho đến hết Chủ nhật tuần này và phải kiểm tra nhiệt độ nhiều lần mỗi ngày. Dường như người dân Bình Nhưỡng đang tích trữ hàng hóa để chờ đợi các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt hơn. Không rõ liệu các khu vực khác của đất nước có bị áp đặt các lệnh phong tỏa mới hay không. Trước đó, Triều Tiên xác nhận đợt bùng phát dịch Covid-19 đầu tiên vào năm ngoái, nhưng đến tháng 8 đã tuyên bố kiểm soát được dịch bệnh và không công bố số ca nhiễm. Đến nay, quốc gia này chưa bao giờ xác nhận có bao nhiêu người mắc Covid-19. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sau 15 vòng bỏ phiếu, Đảng Cộng hòa Mỹ mới có thể bầu ra được Chủ tịch Hạ viện. Điều này đã phần nào cho thấy những mâu thuẫn trong nội bộ đảng này. Hiện tại, Đảng Cộng hòa tiếp tục loay hoay trong việc tìm ra gương mặt đại diện cho đảng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Sắc rối pháp lý của cựu Tổng thống Trump cùng sự xuất hiện của các ứng viên sáng giá khiến đường đua thành đại diện Đảng Cộng hòa nóng lên. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hiện là ứng viên duy nhất của Đảng Cộng hòa tuyên bố tranh cử năm 2024, song ông đang phải đối mặt với một loạt các câu hỏi về hướng đi của đảng, và liệu ông có phải là người hội đủ tiêu chuẩn tốt nhất cho vị trí ứng viên năm 2024 hay không bị bồi thẩm đoàn ở Georgia điều tra việc liệu ông và các đồng minh có tìm cách lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 tại bang này hay không. Tập đoàn Trump bị kết tội gian lận thuế ở New York. Cựu Tổng thống Mỹ còn đang phải đối mặt với cuộc điều tra về cáo buộc xử lý sai tài liệu mật, cũng như vai trò của ông trong cuộc bạo loạn đồi Capitol hồi tháng 1 năm 2021 có thể thấy số lượng lớn các cuộc điều tra cùng lùm xùm pháp lý đã đẩy cựu Tổng thống Mỹ vào thế khó khi ông tái tranh cử lần ba. Trong khi đó, Thống đốc Florida Ron DeSantis, người mà hai năm qua đã thành ngôi sao sáng của Đảng Cộng Hòa và là một trong những ứng viên tiềm năng được nhắc đến nhiều nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, cũng đang đối mặt với những khó khăn nhất định. Morning Consult, công ty toàn cầu có trụ sở Mỹ chuyên về khoa học dữ liệu công bố thăm dò cho thấy ông Trump nhận được 48% ủng hộ, trong khi ông Santis nhận được 31% ủng hộ. Ngoài ông Trump và ông Santis, còn có những ứng viên tiềm năng khác có thể gia nhập đường đua vào Nhà Trắng như cựu Phó Tổng thống Mike Pence, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Bên cạnh đó thì không thể không kể đến việc Đảng Cộng Hòa giành được Hạ viện sau cuộc bầu cử nhiệm kỳ hồi tháng 11 năm ngoái, song cũng từ đó nội bộ Đảng đã chia rẽ gay gắt về việc chọn lãnh đạo tương lai cùng chiến lược của Đảng. Một số đảng viên Cộng hòa đang dần thảo luận cởi mở về khả năng đảng này không còn phụ thuộc vào ông Trump. Tuy nhiên, một số đảng viên khác lại cáo buộc kết quả của bầu cử giữa kỳ không như mong đợi là do lãnh đạo đảng Cộng hòa như ông Mitch McConnell, lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện. Dạ nứt trong Đảng Cộng Hòa hình thành rõ khi họ đổ lỗi cho ai là người khiến đảng này không giành được Thượng viện sau cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái. Nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa vẫn trung thành với ông Trump, song nhiều người giờ đây lại hoài nghi rằng liệu ảnh hưởng của ông có còn đủ để thu hút được lượng cử tri đông đảo có thể dẫn tới chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024 hay không. Cựu Tổng thống Trump kỳ vọng sự hiện diện của ông sẽ loại bỏ đối thủ tiềm năng trong Đảng Cộng Hòa, song cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 của đảng này có thể là cuộc cạnh tranh gai gắt. Ngay cả khi các cuộc điều tra không đi tới kết luận bất lợi cho cựu Tổng thống Trump, chúng vẫn có thể châm ngòi cho các cuộc công kích nhằm vào ông tới từ Đảng Dân Chủ hay cả những đối thủ tiềm năng trong Đảng Cộng Hòa. Bên cạnh đó, một số thành viên Đảng Dân chủ đang đặt câu hỏi, việc ông Biden tái tranh cử liệu có phải là quyết định tốt nhất hay không. Phe dân chủ thì hiện cũng chưa thống nhất được về việc tìm người thay thế phù hợp nếu tổng thống Biden không tái tranh cử. Tất cả đang tạo nên một ẩn số trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 hợp tác với Nga về năng lượng hạt nhân là điều cần thiết đối với Hungary, và Budapest sẽ phản đối bất kỳ đề xuất nào liên quan đến việc đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với mối quan hệ đối tác này. Đây là tuyên bố mới nhất của Ngoại trưởng Hungary về đề xuất trừng phạt Nga của EU. Theo đài RT, tuyên bố trên được Ngoại trưởng Hungary đưa ra trong một cuộc họp báo ở Bruxelles sau cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao EU Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một quyết định nào nhằm hạn chế hợp tác hạt nhân với Nga, dù nhỏ đến đâu, vì nó sẽ gây nguy hiểm cho an ninh năng lượng quốc gia của chúng tôi. Ngoại trưởng Hungary cho biết thêm, tại cuộc họp vừa diễn ra, Ngoại trưởng Ukraine, người tham dự sự kiện theo hình thức trực tuyến, đã đề nghị áp dụng các lệnh trừng phạt với lĩnh vực hạt nhân của Nga. Theo Ngoại trưởng Hungary, một số quốc gia thành viên EU ủng hộ ý tưởng này, nhưng Hungary sẽ không chấp nhận nó. Tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Hungary lưu ý nhà máy điện hạt nhân PASS chiếm một nửa lượng điện được sản xuất ở Hungary và đáp ứng một phần ba nhu cầu trong nước. Và nếu các biện pháp trừng phạt chống Nga cản trở kế hoạch mở rộng cơ sở này, thì nguồn cung cấp năng lượng của Hungary trong những thập kỷ tiếp theo sẽ không được đảm bảo. Ngoại trưởng Hungary cho biết đã thông báo cho Ủy ban châu EC về lập trường kiên quyết của Hungary về vấn đề này. Hungary tiếp tục nhấn mạnh đánh giá của nước này cho rằng các lệnh trừng phạt Nga đã thất bại khi không thể ngăn chặn một cuộc xung đột ở Ukraine và những bên áp đặt trừng phạt đang phải chịu nhiều tổn thất hơn so với Moscow. Gần 600 nhân viên ngoại giao Nga bị trục xuất năm 2022. 574 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi các nước phương Tây và một số nước đồng minh của Mỹ ở Thế Bình Dương sau khi xung đột Ukraine bùng phát. Hàng trăm nhà ngoại giao Nga bị trục xuất trong năm 2022 vì nhiều lý do khác nhau như liên quan tới xung đột Ukraine hoặc bị cáo buộc có những hành động không phù hợp với tư cách nhân viên ngoại giao, theo thống kê của TASS. Đây là đợt trục xuất nhân viên ngoại giao nga lớn nhất năm 2018. Chỉ có 123 nhà ngoại giao nga không được chào đón sau vụ cựu điệp viên nga Skripal bị đầu độc ở Anh. Vụ trục xuất một lần lớn nhất xảy ra vào tháng 6 năm 2022 khi 70 nhân viên ngoại giao nga bị trục xuất khỏi Bungary. Quốc gia này cũng đứng đầu danh sách các nước trục xuất nhà ngoại giao nga với tổng số 83 người. Một số quốc gia trục xuất nhiều tiếp theo trong danh sách gồm Ba Lan dưới 45, Đức. 40, Slovakia với 35, Pháp là 35, Italy với 30 và Mỹ với 28. Tổng cộng 29 quốc gia châu Âu cùng Mỹ và Nhật Bản đã có những động thái mạnh tay với các nhà ngoại giao Nga. Ngoài ra, 19 nhân viên ngoại giao Nga cũng bị trục xuất khỏi phái bộ của nước này ở Liên minh châu Âu. Kể từ khi chiến dịch quân sự Ukraine bùng phát ngày 24 tháng 2 năm 2022, cấp đại diện ngoại giao của Nga ở Latvia, Litva và Estonia bị hạ. Ngày 23 tháng 1, Latvia tiếp tục hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga xuống mức đại biện lâm thời. Các nhà lãnh sự quán của Nga đã bị đóng cửa ở Bunderi, Latvia, Litva và Estonia. Nga ngày 23 tháng 1 thông báo hạ cấp quan hệ ngoại giao, yêu cầu đại sứ Estonia rời khỏi nước này vào tháng tới. Moscow cho hay, động thái này nhằm đáp trả quyết định trước đó của Estonia về việc giảm quy mô đại sứ quán Nga ở thủ đô Tallinn. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 24 tháng 2 năm 2022 cũng tuyên bố các quan hệ ngoại giao với Nga.